Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem lợn rừng. Chúng tôi vừa vào nơi nuôi lợn rừng các bạn ạ. À, người ta mới bắt được mấy con lợn rừng. Rất là ngầu. Không, ý tôi không phải là cái người này đâu nha. Người này đang đang té mà. Bây giờ chúng tôi mới... Chào Mai, xin chào em bé. Chào Mai. Và đây các bạn hãy xem mấy con lợn rừng chúng tôi vừa bắt được. Màu đen đi. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Chúng nó kìa. Con bẩn chưa? Nó ỉa rồi, nó nằm trên, nó chơi yêu bình quá. Thấy. Các bạn thấy chưa? Bây giờ lũ lợn này mà nó sổng chuồng ra, nó sẽ húc chúng ta thủng bụng ngay đấy. Đấy. Oanh, oanh. Tao hỏi mẹ Oanh, câu. oanh. Ơi. Nhưng mà cậu biết làm Các sao? bạn có muốn nhảy vào chơi với lợn không nào? Cậu thấy nó chả. Anh Gấu? Cậu Hôm đây nay? ơi, hình như Kiki chưa giới thiệu, hôm nay chúng ta đang ở quê đấy. Hôm nay chúng tôi đang ở quê. Hả? Có em bé rất là lì. Ôi, cô bé là gì Cô cơ? bé rừng Đi xanh. đâu lúc em mà khóc. Ê, kia em nhỏ Đi tới lúc em đây. mà khóc. Em nhỏ tên lì rồi nhỉ? Kia em tới đi bố này. Rồi, rồi hay là rồi thử nhảy vào trong này xem. Cô đón này, lại đây con Kiki đem ơi, cậu. coi những em heo bé đi. Có, em heo bé mà Em Kiki. heo bé. À, bên này là lợn con nhá các bạn. Phóng to lên. Ấy, chú lợn con, lông đen xì, mắt tròn xoe, rất đáng yêu. Oành oành, à con lợn, nó rất to. Ôi, yêu có con nó đi trên cứt kìa. Măng, sao đi vào đây? Măng ơi, không lại đấy nha. Măng, tớ bảo không lại đấy mà. Chị ấy đi đường khác. Ơi. Người ta lúc em đang khóc. Cô con ơi, con lớn Rồi. đang đứng kì. Măng ơi, đi đường kia mới đến chứ. Đi ra đường này. Anh em ơi, đây là rừng ổi nhá.